tả tại sao các nước Ukraine, các cái nước mà họ thời kỳ hậu Xô Viết thì người ta lại hướng về phía phía Tây. Mình cũng phải hiểu với nhau như này, là Liên Xô đã thất bại trong cái con đường xây dựng lên chủ nghĩa xã hội của mình, và khi Liên Xô tan vỡ là lúc bấy giờ đấy, nó đều phải rơi vào cái thời kỳ kiệt quệ, chứ không phải là như Tlatelolco TV nó nói là các nước được tách ra trong nhung lụa. Chả có cái nước mẹ nó nhung lụa cả, bởi vì nếu nó nhung lụa thì nó đã không tách. Lúc bấy giờ là đều rơi vào cái thời kỳ khủng hoảng trầm trọng, mà bây giờ cái tình hình đó đấy, nó lại đang tái diễn tại nước Nga đấy. Thằng Mỹ nó rất thâm khi mà nó đẩy nền kinh tế của Nga vào đúng cái thời kỳ mà giống như là Liên Xô trước đây, là chỉ có gì, chỉ có tên lửa và dầu mỏ. Bây giờ thằng Mỹ nó cũng đẩy Nga vào đúng cái hoàn cảnh luôn. Cho nên vừa rồi các bạn đọc ở trên báo chí, các bạn sẽ thấy thống đốc ngân hàng của Nga vừa mới nói Nga đang trong một thời kỳ mà phát triển kinh tế cực kỳ nóng. Cái nóng ở đây nó nghĩa là gì? Là người ta kinh ngạc khi nền kinh tế của Nga không hề sụp đổ, thậm chí nó còn đang phát triển. Thế nhưng nó tiềm ẩn đằng sau những những con số rất nhỏ bé đó là cả một cái nguy cơ rất là lớn, là cả nền kinh tế của Nga hiện nay đấy, là nó đang phục vụ cho chiến tranh. Các nhà máy hoạt động hết công suất nhưng lại phục vụ cho chiến tranh, chứ không phải là phục vụ một cái nền kinh tế thị trường. Cái này rất quan trọng nha các bạn. Giữa chiến tranh và thị trường nó khác nhau hoàn toàn. Giữa một thằng độc quyền, à mày sản xuất ra bao nhiêu anh cũng mua, giá nào anh cũng mua, nó dễ. Nhưng mà phục vụ cho nền kinh tế thị trường thì nó đầy rẫy những khó khăn. Thế cho nên là những cái nhà mà hoạch định chính sách, những nhà mà hoạch định kinh tế, những người làm ở trên cái thượng tầng kinh tế của Nga, người ta nhận ra rồi nhưng người ta không nói, bởi vì nói ra sợ dân Nga hoảng loạn. Nhưng mà đáng lẽ ra những người Việt Nam chúng ta được ăn được học rồi, chúng ta nhìn vào cái điều đấy, chúng ta hiểu chứ. Một cái nền kinh tế mà ở đó các bạn có thể sản xuất ra bao nhiêu cũng được, chất lượng thế nào cũng được, không cần phải kiểm tra kiểm định, cứ đưa ra thị trường bởi vì đã cần. Nó khác hoàn toàn một nền kinh tế thị trường đầy rẫy sự cạnh tranh, phải năng động, phải sáng tạo, liên tục thay đổi, liên tục phấn đấu, chỉ cần lơ đãng một tí thôi sẵn sàng bị loại bỏ. Một nền kinh tế nó cạnh tranh nó khủng khiếp, có như thế nó mới làm cho xã hội tiến bộ. Chứ còn nếu như chỉ để phục vụ chiến tranh thôi thì lợi nhuận là siêu khủng, nhưng nó sẽ không đáp ứng được cho một nền kinh tế thị trường. Đó cũng là cái điều mà Việt Nam chúng ta trước đây cũng gặp phải khi mà chúng ta hoàn toàn thống nhất miền Nam, bởi vì là lúc bây giờ nền kinh tế của ta cũng là nền kinh tế hoàn toàn phục vụ cho chiến tranh. Đến khi mà tôi nói thật với các bạn, kể cả sau này khi mà thực hiện khoán 10 giao đất giao ruộng cho nông dân, bà con cũng còn chưa biết làm cái gì, chưa biết làm như thế nào, chưa biết tự tổ chức sản xuất của mình. Cái gì cũng là nhà nước phải chỉ dạy, phải mất rất nhiều thời gian, phải đến chục năm rồi chúng ta bắt đầu mới thay đổi tư duy, là thay vì sản xuất những thứ ta có hay bán những thứ ta có, bắt đầu mới chuyển sang cái tư duy là bán những thứ xã hội cần, sản xuất những thứ xã hội cần. Các bạn có hiểu cái vấn đề đấy không? Ngay cái nền kinh tế của chúng ta chuyển từ thời kỳ chiến tranh sang cái thời kỳ mà kinh tế thị trường ấy, tư duy nó phải thay đổi. Trước đây là cứ làm bao nhiêu nhà nước thu mua bấy nhiêu. Ngày xưa còn có ai có các cái có cái ở mỗi một huyện hoặc là mỗi một cái trước đây là hay là huyện nó hay có các cái ngoại thương đấy. Đấy, có cái gọi là cái sở gọi là phòng ngoại thương đấy, là bà con trong huyện cứ trồng nông sản là theo chương trình, bắt đầu mang ra đấy là ngoại thương sẽ thu mua cho bà con. Nhưng sau này hoạt bỏ hoang hết, vứt đi hết, là chúng ta bị một cái thời điểm là chúng ta sản xuất những thứ chúng ta có. Sau này bắt đầu kinh tế thị trường nó mới đuổi con người, bắt đầu nó phải liên tục, bắt đầu chúng ta mới chuyển sang là gì, là sản xuất những thứ mà xã hội nó cần đấy. Thế thì nước Nga cũng rơi vào đúng cái hoàn cảnh như vậy, và cái điều này đấy mới là cái điều mà đau đáu cái nỗi lo sợ, nỗi hoảng sợ của ông Putin. Tất nhiên ông Putin chỉ cầm quyền cùng nắm 10 năm nữa, tôi khẳng định luôn các bạn, 10 năm nữa ông Putin không còn đủ sức khỏe để cầm quyền nữa rồi. 10 năm nữa thì nó là một thời gian khá dài của một con người, nhưng nó lại là một cái thời gian rất ngắn của một đất nước. Ông Putin đã vô cùng khó khăn để mà thay đổi một cái xã hội Nga từ cái thời kỳ hậu Xô Viết chuyển đổi sang một nước Nga nền kinh tế thị trường đang khá là năng động, đang khá là mạnh mẽ, thì tự nhiên lại chui đầu vào một cuộc chiến rất là vô bổ như này. Một cuộc chiến đáng lẽ ra theo quan điểm góc nhìn của tôi đấy là nó chưa thực sự cần thiết. Đáng lẽ ra ông Putin phải tiếp tục tung hỏa mù làm cho các nước Mỹ và phương Tây run sợ. Cũng giống như cái việc mà các bạn biết được là trong cái tâm lý sợ hãi của phương Tây nó vẫn còn nhé, không phải là đến nó không phải không còn đâu. Phương Tây với Mỹ nó cũng sợ Nga lắm, nhưng vì cái cuộc chiến này mà tự nhiên là bây giờ nó vuốt râu hùm, nó nhổ râu hùm của Nga một cách rất là đơn giản. Là các bạn phải biết được là nó sợ mức độ là lần đầu tiên khi mà Nga tấn công xong Ukraine đấy. Giữa việc là có giúp đỡ Ukraine hay không, viện trợ vũ khí cho Ukraine hay không, là nó còn đang lo sợ, bởi vì nó chỉ sợ là bây giờ viện trợ vũ khí cho Nga, Nga tức lên quánh cả Mỹ và NATO. Thế sau khi mà nó viện trợ vài viên đạn gọi là súng trường cho Ukraine mà thấy Nga không làm được gì, bắt đầu nó mới viện trợ đạn pháo từ từ, nó vẫn sợ. Thế sau bắt đầu Nga lại vạch lành làn ranh đỏ, thế xong cái không thấy làm gì nên bắt đầu nó lại viện trợ, bắt đầu pháo phản lực HIMARS đi mủng các kiểu. Lúc bây giờ đấy
Nga cũng tuyên bố là nếu như này là vượt qua làn danh đỏ các kiểu nó cũng sợ lắm. Thế nhưng mà sau khi nó viện trợ xong cũng chẳng có gì cả, bắt đầu nó viện trợ Patriot. Viện trợ Patriot thì Nga bảo Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân các kiểu, sẽ vượt làn danh đỏ các kiểu. Nhưng mà sau khi mà nó viện trợ Patriot rồi cũng không thấy ý kiến gì còn gì cả. Nó viện trợ đến F-16, viện trợ tên lửa đạn đạo tầm xa, thậm chí bây giờ nó tuyên bố là cho phép tấn công vào trong lãnh thổ của Nga. Tức là gì? Tức là nó rất sợ Nga. Mình đáng nghe ra nó sợ mình nhé, là mình phải để nguyên cái nỗi sợ đấy, chỉ dọa thôi thì nó còn sợ. Nhưng đằng này ông Nga để cho nó lộ hết mặt ra là nó cứ bơm vũ khí thoải mái, Nga không làm được gì nó. Thì là bây giờ nó làm khổ khổ dân Nga bằng các loại vũ khí của Mỹ phương Tây viện trợ đấy, hoàn toàn có quyền bắn nó đâm Nga rồi. Cho nên cái đấy là cái mà chúng ta thấy là ông Putin sai lầm như sau sai lầm. Nó sợ phải cho nó sợ, phải đào một cái lỗ gọi là lỗ lỗ chó để cho nếu nó sợ nó chui qua nó chạy, còn đây dồn nó đến chân tường nó quay lại nó cắn xong hóa ra ông nếu làm gì được. Tức là ông Putin sai lầm chiến lược trong vấn đề này. Dọa dẫm nó thì khéo thằng phần Na thằng Thụy Điển chưa dám vào NATO đâu, cứ tập trận với lại đe dọa các kiểu thôi, hoặc là bơm vũ khí cho bọn dân quân tự vệ vùng Donbass ấy, vùng bánh thoải mái chết chết người Ukraine chết đéo gì mình đâu, mình cùng nắm mất vài viên đạn ở đứng ở ngoài so tay, nếu hỏi đến chúng tôi sẽ ủng hộ người dân để đòi lại dân chủ nhân quyền ở trong đất nước của họ các kiểu, thì thằng Mỹ chẳng làm gì được, nó chẳng có lý do để cấm vận mà nó chẳng lý do để phong tỏa tài sản. Thế nhưng mà vì ông đã đưa quân trực tiếp vào, sau đây ông lại còn sát nhập đất nước của người ta vào, thế là nó có lý do để nó bao vây cấm vận, thậm chí bây giờ nó làm khó cả Trung Quốc luôn. Các bạn nên nhớ rằng ông Putin khi gặp ông Tập Cận Bình thì ông Putin nói rằng là đây là mối quan hệ nó không hề coi như là có giới hạn, một mối quan hệ vượt trên tất cả mọi thứ tình cảm. Thế nhưng mà đấy là việc của ông Putin, còn bên Trung Quốc họ có giới hạn của họ chứ. Việc các doanh nghiệp của Trung Quốc ấy nó không thể nào đánh mất thị trường châu Âu vì Nga được. Bán cho ông được cái bút chì đúng không, bán cho ông được cái cục tẩy, nó còn phải bán cho bên phía châu Âu mấy tờ giấy nữa chứ, bây giờ vì nó bán cho ông bên kia nó cấm vận là cũng chết. Thế thì bây giờ nó cũng phải hạn chế, nó bán thì bán thôi nhưng nó vẫn phải giữ thị trường phương Tây chứ. Rồi các cái ngân hàng của Trung Quốc cũng vậy, nó cũng còn phải bây giờ thanh toán cho ông thanh toán, nhưng mà bây giờ Mỹ nó cứ đặt cái lệnh cấm vận ở trên đầu, nó cũng phải dè chừng, nó phải tìm cách chuyển khoản lòng vòng như nào chứ, nếu mà trực tiếp với ông bên Mỹ nó cấm vận cái nó chết, nó không dạy gì. Cho nên ông Nga nói rằng là mối quan hệ giữa Trung Quốc với Nga là không có giới hạn, đấy là quan điểm của Nga thôi, còn Trung Quốc nó phải có giới hạn của nó chứ, nó ngu gì mà nó vì ông mà nó đánh mất miếng mồi lớn. Thế cho nên đó là cái mà nước Nga bây giờ đang vô cùng khó khăn, những cái mà thiệt hại về kinh tế, những cái tụt hậu về 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 sự phát triển của đất nước ấy, nó còn tác hại, nó còn hơn là những cái sự tàn phá về cơ sở vật chất hạ tầng. Ukraine mất khoảng 5 năm 10 năm khôi phục lại hoàn toàn cơ sở vật chất hạ tầng, chỉ cần có tiền, chỉ cần được hỗ trợ, sau 5 năm, sau 10 năm, thậm chí 15 năm, Ukraine hoàn toàn có thể xây dựng lại toàn bộ những gì đã sập, thậm chí to đẹp hơn, hiện đại hơn. Nhưng Nga mất đâu đó tầm khoảng 30 năm để tháo gỡ hết các loại trừng phạt, 30 năm sau đuổi theo công nghệ đối phương Tây. Thế là tự nhiên đang là con hổ, đúng bây giờ trở thành con mèo hen, thằng Mỹ nó không sợ nữa, thế giới này vẫn nằm trong tay nó. Nhưng quan trọng nhất là thế giới vẫn nằm trong tay nó, giờ nó chỉ cần lo với thằng Trung Quốc thôi.